Mây tử tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, Mây tử tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Quý Mão, ngày này là ngày Kỷ Dậu tháng Ất Mão năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ giáp tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quý ra tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày kỷ dậu tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi quý mão ất mão ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục dùng với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân mão ất mão tuổi xung trong tháng tuổi kỷ dậu đinh dậu tân mùi tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao thiên thành tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc Sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hồng xa, sáu mọi việc, sao nguyệt phá, sáu đối với xây dựng nhà cửa, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao thiên tặc sáu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, sáu đối với xuất hành, giá thú, sao phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao ngủ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 cụ thể chi tiết nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy bước sang ngày thứ hai đầu tuần gặp cục diện tương phá nên những bạn tuổi tý hôm nay đi làm hoặc làm công việc tự do thì cẩn thận bị tiểu nhân phá đám đi làm hay gặp sự cố bất ngờ do kẻ khác gây ra có kẻ trong chỗ làm nói xấu bịa chuyện đặt điều du khống hoặc đổ oan cho bạn về phương điện tình cảm khá may mắn vì kim sinh thủy dù bên ngoài xã hội đủ thứ áp lực đè nén nhưng khi về nhà tý như được trút bỏ hết gánh nặng mệt mỏi người ấy luôn luôn ở bên ủng hộ bạn, thông cảm cho khó khăn của bạn hiện tại. Hôm nay nhiều đôi có hẹn đi ăn, đi uống với nhau rất vui vẻ. Trong ngày cũng có thiên quan lâm giận nói rằng người tuổi tý nên cẩn thận chuyện tiền nông. Hôm nay không nên hợp tác làm ăn, không góp vốn, không rút tiền. Nhìn thì cuộc sống của bạn có vẻ bình yên nhưng thực ra có đầy kẻ đang sân si, ghen tị với thành quả bạn đang có. Câu quyết cho các tuổi tý. Tử vi tuổi giáp tý kim nếu biết tin vào nhân quả sẽ gặp phước lành. Tử vi tuổi bính tý thủy dù nhân hậu nhưng phải đặt lòng tốt đúng chỗ. Tử vi tuổi mậu tý quả bạn luôn là người hy sinh phóng khoáng khiến bao người yêu mến. Tử vi tuổi canh tý thổ bạn luôn muốn người nhà mình được vui vẻ. Tử vi tuổi nhâm tý mộc bạn luôn thấy mình nhỏ bé và tầm thường như cát bụi các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: 16, 84. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, nâu quý nhân phù trợ thìn Sửu tử vi thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này xem tử vi cho thấy người tuổi Sửu gặp được cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu Sửu nâng đỡ nên công việc suôn sẻ hơn mọi ngày hôm nay nhiều bạn phải nỗ lực cày quốc kiếm gạo vì thời gian tới bạn cần khá nhiều tiền được cái đi làm ở đâu cũng được mọi người quý có duyên ăn nói nên buôn bán cũng may mắn, đông khách. Cục diện ngũ hành thổ sinh kim, giúp tuổi sửu có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người tốt trong ngày này. Gia đạo bình yên, không có sóng gió. Người tuổi này còn hay nhận được sự giúp đỡ từ anh em họ hàng khi có chuyện cần hợp sức. May mắn trong ngày gặp được thực thần trợ mệnh, nên tiền bạc rủng rỉnh, cũng gọi là có của ăn của để. Không mưu cầu giàu sang nước dách, chỉ cần đủ ăn, đủ mặc đủ tiêu là đã tuyệt vời lắm rồi. Bạn kiếm tiền chân chính và sạch sẽ nên hãy tự hào với những đồng tiền mình kiếm được. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu kim, bạn biết làm thiện, lánh dữ, biết yêu thương động vật. Tử vi tuổi đinh sửu thủy, muốn làm người lương thiện trước hết phải tốt với người nhà. Tử vi tuổi kỷ sửu quả, nếu muốn mọi người quý mến bạn cần phải bớt đi tính nóng nảy. Tử vi tuổi Tân Sửu thổ, cuộc đời vốn dĩ rất công bằng. Tử vi tuổi Quý Sửu Mộc, hôm nay ai chơi xấu bạn, hôm sau họ sẽ gặp quả báo. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn 34, 68 Giờ tốt Từ 11 giờ đến 13 giờ Màu sắc cát tường Cà phê, hồng đậm Quý nhân phù trợ Ơi, mùi Tử vi thứ hai Ngày 20 tháng 2 năm 2023 Của tuổi dần Bước sang ngày thứ hai đầu tuần có chính ấn chiếu mệnh, điều này sẽ tác động trực tới những người sắp thi cử, hoặc làm chức cao, quản lý. Bạn là người thanh liêm, chính trực, nhưng đôi khi cách làm việc còn cứng nhắc, suy nghĩ còn chậm chạp, nên ảnh hưởng nhiều tới công việc. Nên rèn luyện cho bản thân tính nhanh nhẹn và tập trung. ngũ hành kim khắc mộc, nên cha mẹ của tuổi này hay có lục đục, tranh cãi đau đầu. Bạn bè của bạn thì ngày càng lạnh nhạt, không phải vì bạn sống lỗi mà vì họ sống không tốt. Này nếu chơi được với ai thì chơi, không chơi được nữa thì mặc kệ họ, về mặt tài lộc ảm đạm, tiêu thì nhiều, nhưng không thấy thu vào. Gần đây có nhiều công việc cần đến tiền, việc gì cũng đến tay bạn lo, cực kỳ vất vả. Áp lực đồng tiền khiến tâm trạng của bạn không tốt, lắm lúc muốn buông xuôi. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thủy, đi đâu làm gì cũng nhớ gìn giữ trái tim mình lương thiện. Tử vi tuổi bính dần quả, nên biết cả thương lấy chính mình. Tử Di tuổi mậu dần thổ, khi quá đủ đau đớn con người sẽ trở nên bình thản. Tử Di tuổi canh dần mộc, hãy cảm ơn những người trợ giúp sau lưng bạn. Tử Di tuổi nhâm dần kim, người thông minh không nói lời thị phi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 5 sao tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, 12, 77. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, cam. Quý nhân phù trợ, họ, tuất. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi Mão. Hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, Tử vi cho thấy, thiên ấn chiếu mệnh, nên những bạn tuổi Mão làm kỹ thuật, nghề tự do sẽ đỡ vất vả hơn những người khác, có chút thành tích nhỏ. Tuy nhiên dù có tài, có năng lực nhưng bạn khá ích kỷ, đôi khi suy nghĩ hơi bi quan nên sự nghiệp không thể tiến triển nhanh được. Tử vi cũng cho thấy, cục diện tương xung nên con cái với cha mẹ hôm nay dễ xảy ra bất đồng, ghẻ lạnh. Người có gia đình gì quá bận rộn nên không thể quan tâm đến gia đình nhỏ của mình nhiều người ấy trách bạn không có trách nhiệm, không thể cảm thông cho khó khăn hiện tại của Mão. Ngũ hành kim khắc mộc nhắc nhở tuổi Mão hôm nay nên cẩn thận trong các giao dịch tiền bạc. Đi rút tiền hay đi trả nợ cần có người đi chung, làm gì cũng phải cẩn thận, tiền bạc cất giữ kỹ vào. Này nếu bất cẩn sẽ xảy ra nhiều sai lầm đáng tiếc. Câu quyết cho các tuổi Mão Tử di tuổi ất Mão Thủy, trân quý và giữ lại những người bạn tốt. Tử Di tuổi đinh mão quả, mỉm cười độ lượng trước những thị phi. Tử Di tuổi kỷ mão thổ, biết ơn từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Tử Di tuổi tân mão mộc, bạn nên từ bỏ những ý nghĩ tiêu cực. Tử Di tuổi quý mão kim, hãy tha thứ những ai không biết xin lỗi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, 20, 65. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường, đen, đỏ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi thìn. Bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy, đầu tuần gặp thương quan dượng giận, nếu phải đi làm thì cần phải chú ý cẩn thận trong công việc. Tuổi này đang có điềm báo, công việc nguy cơ gặp rắc rối rất cao, rất dễ bị cấp trên nhắc nhở hoặc khiển trách. Công việc áp lực quá đáng, nhiều người có suy nghĩ thời gian tới sẽ chuyển việc. Ngũ hành thổ sinh kim, bù đắp cho tuổi thìn, sau những khó khăn vất vả, thì bên cạnh bạn vẫn còn người thân luôn ở đó ủng hộ bạn hết mình. Dài kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng không cần để ý đâu, cứ việc mình mình làm là xong. Có vẻ như bạn đã nhìn thấy được quả ngọt tài lộc trong suốt thời gian cống hiến vì công việc tay trái. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, thì nên nghiêm túc suy nghĩ đề nghị hợp tác kinh doanh cùng bạn bè trong thời gian này nhé. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn quả, càng so đo tính toán càng khó gặp may mắn tử di tuổi bính thình thổ hãy để quá khứ trôi đi đừng tiếc nuối tử di tuổi mậu thình mộc dù mệt mỏi thế nào cũng nên ngủ đủ giấc tử di tuổi canh thình kim thái độ cọc cằn sẽ thu hút thêm tiểu nhân tử di tuổi nhâm thình thủy nay đừng vì ai đó mà làm tổn hại bản thân các chỉ số trong ngày sự nghiệp đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn 27 56. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc các tường vàng, tím. Quý nhân phù trợ, Dậu hơn. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy, vận trình ngày thứ hai đầu tuần này, người làm ăn, kinh doanh, làm tự do hoặc làm dịch vụ sẽ có nhiều tin vui đưa tới nhờ cục diện ngũ hành tam hợp trợ giúp. Bạn có một ngày bình yên, vui vẻ, đi làm như đi chơi thôi, vì công việc khá nhàn hạ, không phải đối mặt với những đứa mình ghét. Tuy nhiên mặt tình cảm không được như mong đợi Vì quả khắc kim Có thể bạn sẽ có một cuộc hẹn Nhưng người ấy đến trễ hoặc buồn hẹn Khiến bạn khó chịu Tâm trạng của bạn hôm nay có vẻ không ổn phải không? Có phải vì chuyện gia đình Yêu đương nên bạn thấy chán nản Mệt mỏi Vấn đề tài chính ngày hôm nay của tỷ cần được chú ý. Tử vi nhắc nhở việc đầu tư hôm nay không có lợi cho bạn. Đừng ham dĩa bỏ mâm, cái gì đang ổn thì cứ làm đi, đừng có thấy tiền to mà ham hố rồi đầu tư vào đó. Hôm nay không phải là ngày tiền bạc mỉm cười với bạn đâu. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ quả, đừng tham gia vào những cuộc bình phẩm người khác. Tử vi tuổi đinh tỵ thổ, khi không biết nói gì, đừng nói bừa, hãy cứ im lặng. Tử vi tuổi kỷ tỵ mộc, đừng bao giờ nhìn vào giàu, giàu nghèo mà kết thân. Tử Di tuổi Tân Tỵ Kim, làm việc thiện trong sự im lặng, hãy để người khác tự lên tiếng. Tử Di tuổi Quý Tỵ Thủy, đừng lãng phí lời nói của bạn cho những người xấu tính. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn 19, 85 Giờ tốt Từ 3 giờ đến 5 giờ Màu sắc các tường Đỏ, cam Quý nhân phù trợ Sửu thân Tử vi thứ hai Ngày 20 tháng 2 năm 2023 Của tuổi ngọ Ngay ngày thứ hai đầu tuần tỷ kiên chiếu mệnh Không tốt cho đường sự nghiệp Công danh của những người tuổi ngọ đặc biệt là những người làm chức cao cấp dưới có dấu hiệu không nghe lời và phản đối bạn nhưng không nói ra ngày nghỉ nhưng nhiều bạn vẫn phải gánh thêm việc về nhà việc thì nhiều không lúc nào được ngơi tay giận tình cảm gặp cục diện quả khắc kim cũng không tốt đẹp là mấy tử duy nhắc nhở bạn tuyệt đối tránh xa việc chia bè kết phái nói xấu mọi người xung quanh chúng ta cần công tư phân minh đừng đem tình cảm cá nhân vào công việc việc nào phải ra việc đó Dần trình tài lộc có biến động Hôm nay những người tuổi ngọ Nên thật thận trọng trong các mối quan hệ của mình Đừng tin tưởng bất kỳ ai Rồi giao phó tiền bạc cho họ Hôm nay bạn bè thân thiết Có đến tìm bạn dây tiền cũng phải cân nhắc Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử di tuổi giáp ngọ kim Không thể gặp được người tử tế Nếu bạn cứ nhỏ nhen Tử di tuổi bính ngọ thủy Đôi khi điều tốt nhất bạn có thể nói Là không nói gì Tử Di tuổi mậu ngọ quả, bạn phải học cách nhìn người mà chơi. Tử Di tuổi canh ngọ thổ, luôn chê cuộc đời này méo mó, sao không tròn từ nơi tâm. Tử Di tuổi nhâm ngọ mộc, muốn cuộc sống bình yên cần yêu lấy chính mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn 35, 71. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc các tường hồng, 8. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023, của tuổi mùi. Hôm nay, người tuổi mùi được thực thần trợ giận, nên công việc rất suôn sẻ, nhiều bạn có lộc buôn bán, khách đông nườm lượt. Người làm công ăn lương thì nhàn tên, người làm tự do tuy hơi bận biểu nhưng may mắn, nhiều người ghen tị với thành công của bạn hiện tại. Lại thêm trong ngày có thổ sinh kim, nên tình cảm đi lên, vợ chồng biết thấu hiểu cho những khó khăn của nhau, bớt cãi giả. Mùi dễ dàng giành được sự chú ý của những người khác phái. Do đó, Việc hội độc thân bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ vô cùng dễ dàng. Trong ngày này, người tuổi mùi cũng gặp khá nhiều may mắn. Trong ngày có các tinh trợ mệnh, có người trúng sổ số, trúng thưởng hoặc được cho tiền. Tuy nhiên chỉ kiếm tiền bằng lao động chăm chỉ thì con giáp này mới biết quý trọng, nâng niu, đừng trông chờ vào mấy trò ăn may, đỏ đen. Nếu chịu khó tu chí làm ăn thì hậu giận tuổi này cực kỳ sáng lạng. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi Ất Mùi Kim, nhân quả luôn công bằng, chẳng mất đâu cả. Tử vi tuổi Đinh Mùi Thủy, chân tay lành lặn, cơ thể khỏe mạnh là có phúc rồi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi quả, cha mẹ thêm đức thì con cái có tương lai rạng rỡ. Tử vi tuổi Tân Mùi Thổ, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy chịu. Tử vi tuổi Quý Mùi Mộc, may mắn nhất trên đời là được người khác quý mến các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, 26, 66. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc các tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, họ, ợi. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi thân. Dận trình ngày thứ hai này, người tuổi thân gặp được chính tài chiếu mệnh, nên khả năng cao được tăng lương hoặc nhận được tin vui từ công việc. Dù làm nghề gì đi nữa thì bạn vẫn có bản lĩnh vững vàng, làm gì cũng dứt khoát nên cuối tuần sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Cấp trên sẽ thấy được sự nỗ lực của bạn sớm thôi đừng sốt ruột. Ngoài ra trong ngày cô tâm hội trợ mệnh, người tuổi thân này biết cách ăn nói, nên khá được lòng mọi người. Dòng tròn quan hệ xã giao của bạn khá rộng, hôm nay nhiều người có lời mời rủ bạn đi ăn đi chơi thì cứ đi nhé. Chuyện tình duyên tuy đến muộn nhưng khá tốt, không lận đận giấc giả như bao người khác. Cục diện hai hành kim tương hòa, giúp thân suy nghĩ lạc quan, tích cực dù cho tiền bạc không dư giả thoải mái như người ta gần đây tài chính của bạn sẽ vững chắc hơn và bạn sẽ kiếm tiền khá dễ dàng. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thủy còn khỏe mạnh là may mắn hơn bao người rồi. Tử vi tuổi bính thân quả, chơi với nhau đừng có tính toán thiệt hơn. Tử vi tuổi mậu thân thổ, lương thiện tỏa ra từ tâm của bạn. Tử vi tuổi canh thân mộc, sau lưng không có ai giúp thì tự cố gắng, Tử vi tuổi nhâm thân kim không phải ngày nào cũng là một ngày may mắn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, 11, 73. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc các tường bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, thình ý. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi Dậu. Tử vi hôm nay chỉ ra rằng, thiên tài chiếu mệnh, giúp cho những người tuổi Dậu có một ngày nhiều may mắn, bạn nên tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng nghề phụ cũng khá ổn. Bạn nhanh nhẹn biết lo lắng cho công việc nên không bao giờ thiếu việc để làm. Ngày cuối tuần tuy vất vả và mệt mỏi nhưng sự nỗ lực này sẽ sớm được đền đáp. Tuy nhiên trong ngày cũng gặp giận lâm tự hình thì hay bị tủi thân, bất mãn, mệt mỏi nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Làm gì cũng lủi thủi một mình, bạn bè không giúp đỡ được nhiều, toàn thấy lợi dụng nhau. Bạn là con người sống biết trước biết sau nhưng đôi khi hay nổi nóng khiến người ấy dễ phật lòng. Ngũ hành hai hành kim tương hòa, nên may mắn là tài vận của người tuổi dậu rất ổn định. Nguồn thu nhập của nhiều bạn tuổi dậu gần đây chủ yếu ở công việc phụ, làm thêm ngoài giờ. Có lộc ăn uống tham gia tiệc tùng và gặp gỡ được nhiều người cùng ngành. Đây là cơ hội giúp bạn có được nhiều kinh nghiệm hơn. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu Thủy, hãy cứ làm những việc khiến tâm hồn bạn cảm thấy bình yên tử di tuổi đinh dậu quả cái gì chân thành thì mình ghi nhận tử di tuổi kỷ dậu thổ không phải chuyện gì cũng sẽ có công bằng tử di tuổi tân dậu mộc người nào không tốt thì không nên tiếc tử di tuổi quý dậu kim không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn các chỉ số trong ngày sự nghiệp đánh giá đạt 4 sao tài lộc đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, 22, 67. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường, trắng, nâu nhạt. Quý nhân phù trợ, tị, thình. Tử vi thứ hai, Ngày 20 tháng 2 năm 2023, của tuổi Tuất. Bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy, cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh, nên người tuổi Tuất có một ngày thảnh thơi, không phải lo nghĩ về công việc quá nhiều, có người sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn lúc cần. Cứ sống tốt thì trời xanh sẽ giúp bạn có được những người đồng nghiệp tốt và thân cận. Người làm công chức đường công danh vô cùng suôn sẻ. Trong ngày cũng có thương quan nhập mệnh, thì nữ tuổi tuất hay có mâu thuẫn với con cái trong nhà, đặc biệt là con trai, mẹ con không hợp nhau. Đặc biệt đừng tin tưởng vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Bởi những người tỏ ra thân thiết với bạn nhất lại là người đang nói xấu bạn. Bù lại, mặt tài lộc nhờ thổ sinh kim, nên rất khởi sắc. Thứ hai này tài chính của tuổi tuất dư giả, nên có thể mạnh dạn chi tiêu cho bản thân mà không phải suy nghĩ. Có lẽ đây cũng là cách để xả stress giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất quả cứ bình thản, Hiên ngang như cây xương rồng mà sống. Tử vi tuổi Bính Tuất thổ hôm nay hãy cố gắng gieo thật nhiều công đức. Tử vi tuổi Mậu tốt mộc con giáp này có phần cực đoan, bức bối, khó chịu. Tử vi tuổi Canh Tuất Kim đôi khi chỉ vì mời nói mà mất lòng nhau. Tử di tuổi nhâm tốt thủy, ăn nói cẩn thận, đừng quá vô tư mà thành vô ý. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao Con số may mắn, 19, 94 Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc các tường, nâu, đỏ mận. Quý nhân phù trợ, họ, ảo. Tử vi thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi chỉ ra rằng, người tuổi hợi may mắn nhờ có chính quan giúp sức, nên công việc trăm bề thuận lợi. Hôm nay những bạn đang có ý định sinh việc cứ mạnh dạn đi tìm, nộp hồ sơ để thần may mắn đến độ. Ngày này cũng thuận lợi để con giáp này tiến hành các công việc quan trọng như khai trương, mở hàng. Ngũ hành Kim sinh Thủy, cũng giúp cho những người độc thân có một ngày xã giao hài hòa, và đây thời thời điểm tốt để bạn chủ động và tích cực hơn trong các mối quan hệ xã hội. Những người đang trong giai đoạn yêu đương thì có thể cảm thấy mối quan hệ của mình được nâng lên một nấc thang mới. Về tài chính, ngày thứ hai này con giáp tuổi tốt dường như không phải quá lo lắng khi đã nhìn thấy trước khoản tiền mình sẽ thu được sau bao cố gắng. Mặc kệ người khác nói gì, bạn cứ kiếm tiền chân chính thì không ai nói gì được bạn cả. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi quả, hôm nay chẳng ai quan tâm bạn đã cố gắng ra sao. Tử vi tuổi đinh hợi thổ, bạn cô đơn trong chính gia đình mình. Tử vi tuổi kỷ hợi mộc, Người biết nói lời có đức thì cả đời hưởng phúc. Tử vi tuổi Tân Hợi Kim, dựa vào chính mình mới là chỗ dựa vững chắc. Tử vi tuổi Quý Hợi Thủy, học cách trân trọng những gì đang có. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn 15, 86. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc các tường trắng, tím đậm. Quý nhân phù trợ, mùi, dần. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo